một sân khấu lớn với dàn âm thanh ánh sáng hiện đại đã được dựng ngay dưới chân thác Bản Dốc, danh thắng thiên nhiên hùng vĩ, một trong 7 dòng thác đẹp nhất thế giới. Chương trình nghệ thuật có chủ đề Dòng thác kể chuyện gồm 2 chương. Chương 1 là Bản Dốc kể chuyện, chương 2 Bản Dốc hành trình trải nghiệm, với các tiết mục thực cảnh đặc sắc kết hợp cách kể chuyện độc đáo bằng âm thanh, ánh sáng. Các nghệ sĩ đã tái hiện khung cảnh đời sống lao động sản xuất tại một số làng nghề tỉnh Cao Bằng. Ngoài những tiết mục nghệ thuật mang đậm nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, chương trình cũng giúp người xem hòa mình trong không khí lễ hội âm nhạc với những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng điêu luyện, khiến dòng thác càng trở nên lung linh, rực rỡ sắc màu. Lễ hội du lịch thác Bản Dốc năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Em thấy thì nhờ lễ hội này thì em được tham gia trải nghiệm rất nhiều hoạt động của người dân tộc. Như là kia thì em vừa được tham gia trải nghiệm các món ăn, và ở khu trưng bày ảnh thì em cũng được thấy là có rất nhiều trang phục dân tộc khác nhau. Thế nên là em nghĩ là đây cũng là một cách để cho những dân tộc thiểu số, những người mà không được nhiều người biết đến thì có thể lan tỏa những nét giá trị văn hóa đến du khách ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Bản Dốc Việt là Nam. Tuôn pháo bao đụng nan cái bọn mình đã di chuyển từ Hà Nội đến đây từ 2 hôm trước để chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay, và chương trình tối nay thì sẽ có bao gồm khá là nhiều tiết mục. Có thể đấy là Cao Bằng thì ở một địa điểm không phải là khá là thuận lợi để tổ chức. Tuy nhiên là về bên điều hành và cả ban tổ chức đều đã rất là nỗ lực và để mang đến một cái chương trình hoàn thiện nhất có thể, và có thể thấy là mọi người đã làm rất là tốt. Rất mong là những năm sau thì bọn em mình vẫn có thể tiếp tục cùng tham gia chương trình ở một nơi đậm đà bản sắc dân tộc như là Cao Bằng. Lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023 được tổ chức từ nay đến hết ngày 9 tháng 10. Được tổ chức từ năm 2017, trở thành lễ hội thường niên hàng năm nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con người Cao Bằng nói chung, đặc biệt là giới thiệu, quảng bá danh thắng quốc gia Thác Bản Dốc đến với bạn bè trong nước và quốc tế.